Mấy đứa này đang dụ mày uống rồi đứa con gái bẫy mày. Cô đi xem trâu không đây? Buffalo. À, rồi quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Và ngày nay thì tiếp tục với gia đình chị Nga quý vị nhé. Say hello to the audience. Xin chào cha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Boss. Mấy bạn này chưa thấy trâu. Cho bạn xem trâu và chuồng trâu ở đây. Đó. That little one I reckon is a cow. I think it's a cow, not a bull. Cái này là con bò chứ không phải con trâu ạ. Con trâu chứ gì? That's a buffalo. Ở buffalo. Baby đúng rồi, con trâu con. Cái con này giống như là con bò à? Không, cũng là con của bọn này hết. The baby. Baby. The buffalo calf. So cute. Em này bảo là con này nhìn yêu ấy. Con bé bé nhìn yêu. À. Ơi. Hàng ngày cứ ở trong nhà này không có nên. Họ sẽ cột ở đây chị ạ, đến giờ ăn thì họ sẽ thả tầm khoảng độ 14 giờ chiều. Người ta sẽ thả cho lên rừng ăn cỏ hoặc là cắt cỏ về đây cho trâu ăn. Đó. Và như thế này thì có đi làm ruộng hay là chỉ nuôi để lấy thịt hay là lấy sữa hay là... Ờ đúng rồi. Chính xác là trâu phải đi cày. Thì một năm đi cày vào mùa nào đó hay là quanh năm? À, cách đây cỡ khoảng độ 21 ngày, 3 tuần đấy chị ạ. Thì người ta sẽ lấy trâu để đi cày. Cày những thử ruộng kia hả chị ạ? À, cày những thử ruộng kia. À, bây giờ người ta cấy rồi. Mà khi mà đi cày thế thì cái con bé này nó cứ đi theo bố mẹ. Đúng rồi. Bố mẹ đi đâu đi theo đấy. Ờ, nó cột vào ạ. Tại vì con trâu con này nó sẽ... Con trâu nhe ấy, gọi là trâu nhe, nó sẽ đi theo mẹ cho nó dẫm. Đó, thế nên là cột như vậy. Người ta lấy một con trâu to đi thôi, đi làm thôi. Còn không trong mùa thì được nghỉ ngơi thế. Ờ, à, trong mùa thì được nghỉ ngơi. Ờ, à, chị Nga đang giải thích cho mấy bé cái nông thôn Việt Nam. Ví dụ như con trâu này là đầu cơ nghiệp quý vị ạ. Thì nó cày vào khu vực thời điểm nào? Ví dụ ở nông thôn ở khu vực Tây Bắc của mình, ở khu vực này là khu vực của đồng bào người Tày thì sẽ làm được 2 vụ. Đó. Sau Tết cày cấy thì cày một lần. Đó. Và sau vụ này nó đến hè thu cày một lần. Năm có 2 lần thôi. Nương ở khu vực mình thì không phải cày các bạn nhé. Nhưng mà đi Hà Giang thì sẽ thay vì con trâu thì người ta dùng con bò để cày. Đấy, mình có cho cái đặc điểm. Ồ, rất nghịch nha. Cái đấy mà đâm cho thì thôi. Và nay nữa thì đưa chị Nga và gia đình chị, hai bé, bé Louis và bé Emmy chia đi thăm gia đình của chị Hồng và xem được cái cuộc sống của một bạn mà hiện tại mà mình đang quay ghi hình lên kênh quý vị ạ. Except for the cat. Yeah, the most of the time when like get up, the men run away from the. Các bạn có ăn thịt vịt không? Chị ăn thịt vịt không? Hỏi sao xin lỗi. Có bảo các bạn có ăn thịt vịt không? You guys love to eat yeah, có ăn chứ. Ở nhà bên kia. Yeah, duck meat we do, right? Yeah, but look, no, I don't eat it today. Không ăn à? Ăn nhưng mà nhìn mấy con này nhìn tội nghiệp không dám ăn. Why? Cái thương.
bảo không ăn thì con này tội nghiệp lắm. Tội đừng tí, đúng là hôm qua cũng không nên ăn thịt gà. Thế thì hôm qua cũng không nên ăn thịt gà mới đúng. Đúng rồi. Chắc là mình đang nói là chúc người ta thịt mấy cái con gà mà đang ăn phân trâu này cho con ăn, nó nghe nó sợ mất dép. Bảo chúc người ta thịt mấy cái con gà đấy cho con ăn. Sao chị lại dịch thế? Dọa cho sợ mà con này nó nghe nó no. Mấy cái con gà đang ăn. Bảo chúc người ta thịt cái đấy cho con ăn ấy. Nghe sợ mất dép. Đi. Vậy thì chúng ta di chuyển đến nhà. Và cụ thể ngày nay các bạn ạ, chúng ta đến nhà của Hồng đi, xem cái công trình nhà của em làm đến đâu rồi. Cái khung nhà đã xong chưa? Cho các bạn đi làm phụ hồ. Đang bảo mẹ muốn đóng góp một ít tiền, còn các con phải đóng góp công sức. Ok. Tức là các bạn này sẽ phải đi xây đấy. Dạ. Đi ta đi. À có dê đây. À đã xí không? Chuột dê. Thế là hôm nay các bạn nhìn thấy con trâu, con vịt, con gà, con dê. Dê gốc. Mấy bạn này hỏi là mấy con trâu này đi vệ sinh như thế nào? Đấy, dê vệ sinh đây, dưới đây thôi. Nó có, cái này nó có khe hở không? Có. À, nó từ đây nó chạy xuống đây. Vâng. Tí mổ một con nhá. I need these fucking pigs. They're so hỏi xem bạn hỏi xem bạn có thích ăn thịt dê không? Would you like to eat goat meat? No. 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 I don't want to eat that animal. Nó bảo tội nghiệp, nó không nỡ lòng ăn những con này. Nó tội nghiệp à? From now on, you become a vegetarian? No, I'm just not there. À, mình bảo thôi từ giờ đi con trở thành người ăn toàn rau cỏ đi. Nó bảo thế tí lui ăn cỏ thôi, ăn rau thôi, không ăn thịt. Nó bảo không. Đây là con lợn. Cái bảo nếu mà con bảo tội nghiệp thì thôi giờ trở đi con ăn rau củ quả thôi. Nó bảo không, nhưng mà bây giờ đã nhìn thấy thế này mà ăn thì thấy tội nghiệp. Còn nếu mà không nhìn thấy thì ăn không sao. Yêu vậy, mấy cái con này là người ta nuôi chủ yếu là bán thịt hay là để lấy sữa hay là như thế nào? Bán thịt chị ạ. Sữa dê đắt lắm ấy. Ồ, đây không có sữa dê. Có loại sữa dê riêng. Con dê lấy sữa riêng, và là dê lấy thịt riêng, vâng. Khác chủng, vâng. Bạn này bảo là yêu, nhìn yêu, mấy cái con nhìn yêu. Thì bế một con đi. Đây, mua một con nhỏ này. Dạ, nó thích bế. Thích được bế. Sao bế được? Ai lấy cho rau vậy bế? Thích được bế. Bên đấy, người ta quý những cái con động vật lắm. Đặc biệt là những con nhỏ nhỏ này, các bạn nhỏ là đi học nhà trường thỉnh thoảng thuê mọi những người nông dân đến ấy, để dạ. Người ta cho các bạn nhỏ được ôm ấp những cái con động vật bé bé này nè. Vâng. Tức là nhà trường phải trả tiền cho các cái bác nông dân ấy mang những cái con này đến trường. Hey, can you share with Finn and Annie too, Lord? Everybody have a string. Dê ăn hết chưa chị? Đang cho cả con mấy cái con lợn ăn cái lá đó mà nó đâu có ăn. À. Lợn hình như đâu có ăn lá nhỉ? Có ăn nhưng mà con này dường như là. À vâng, con chào cô. Con này nó còn bé mà nhỉ? Dạ dạ. Nó thường người ta cho ăn cái gì? Ăn cám à? Vâng, ăn cám. Còn nào cho ăn cái lá này thấy không thích. Thích dê à? Thích mải mê thích dê quá à? Mấy bạn em thì cho mấy cái con ăn, còn bạn lớn thì bảo là phải cho mẹ nó, mẹ nuôi con vất vả lắm ấy chứ. Bây giờ nó ăn cỏ hết rồi, nó không ăn sữa rồi. Nhưng mà bạn lớn nói vậy là cũng biết cái công lao của người mẹ, còn bạn em là chỉ tập trung cho mấy con thôi. Nó là mẹ đây là nghe bạn lớn nói thế là nghe sướng. Đúng vậy, là mẹ là vất vả lắm chứ. À. Xứng đáng phải được hưởng thụ nữa chứ. Mẹ phải có năng lượng thì mẹ mới nuôi được các con chứ.
Yeah. Okay, let's get going, guys. Done, all right? Let's move on. Let's move on. Now you start a construction project, all right? Đang bảo giờ các con vào chuẩn bị làm nhiệm vụ mới. Đúng rồi, vào phụ làm nhà. Ở đây là cái nhà đây chị. Các bạn đang ở là cái nhà này. Hiện tại là nâng cấp lên là cái nhà khung thép chị ạ. Nhà này thì mưa gió này nọ như thế nào nhỉ? Chị... Ở như thế này bao nhiêu năm nay rồi? Được hơn 2 năm rồi ạ. Trong những lúc mưa gió thì thế nào? Mưa gió thì cứ như này thôi. Nó không bị dột nhưng mà nó cũng lạnh đấy chứ nhỉ. Ừ. Con chào ông nhá. Dạ. Ông ơi, hôm nay con có các bạn ở Úc Châu về chơi. Chào cả nhà. Xin chào nhá. Xin chào. Hello. Xin chào. Chào chị. Em chị đúng là cũng đồng cảnh nhau ấy. Đúng là mẹ đơn thân. Đúng rồi. Cũng đồng cảnh, chị có hai cháu, em có hai cháu, đây là hai đứa con của em. Ở đây là this is the mother of the girl you met. Chị khác nào? What do you need to say? Chào cô. Bởi vì ở đây nó gió lắm. Vì thấy cái này thì gió xích thì nó vẫn chui qua được các cái kẽ. Nhưng mà tôi có được cái nhà đàn hà thực tế ở thấp hơn nhỉ. Cũng lạnh đấy nhưng mà không có phải chịu. Chị hôm nay có đi làm không? Hôm nay là ở đây làm công trình này. Nhờ mấy em để hộ làm cái này. Gia đình chị ở cũng gần gần đây, có gì chạy qua chạy lại giúp nhau được. Vâng, đấy là nhà bố mẹ. Nhà bố mẹ ngay đây. Vâng, đây là nhà em cậu. Nhà dạ. Chị làm thì mấy cái con dơi, con gì đấy là của nhà mình luôn không ạ? Các bạn nhà cô đây rồi. À. Còn nhà em ở trên kia, chuồng dơi ở trên kia rồi. À, chuồng dơi nhà mình thì lại ở phía trên kia. Còn mình làm nương rẫy thì ở đâu ạ? Trên kia. Cũng trên kia, thế là hàng ngày đi đi về về. Không xa lắm ạ. Ôi, nó cho em gửi cái này cho bé nhà mình nha. Vâng, em xin ạ. Dạ, không có gì, dạ không có gì, không có gì. Chú gà của nhà bà đây này. Hôm rồi leo lên lợp ấy. À đây à, cái này là chuồng gà đây. Chuồng gà. Làm cái này công trình mất bao lâu? Đó, hỏi bạn này mới biết được. Thế à? Thì đông được quanh lại đấy. Đang bảo bạn này phải xây cái chuồng gà nữa. Bảo bạn này phải xây cái chuồng gà đấy. Bạn này nghe đang ngại. Họ làm cái gì, làm như thế nào? You guys want to say hello to the chick? Yeah. Yeah. Này cái gì quý. Đi làm mà quen rồi. Có đâu nữa không? Đi làm quen rồi. Bê tông trộn để cho bọc cột quý vị ạ. Đây bạn kia cũng đang muốn làm đấy. Dường như là mẹ cũng muốn chọn làm. Chú để một hồi tự làm, mình bảo là đấy lần thứ hai là con phải tự làm, cho nên đang quan sát kỹ này. Giao nhiệm vụ làm không xong là bị phạt, cái mẹ phạt cho. À. Mẹ là thưởng phạt công bằng, làm tốt mẹ thưởng, làm không xong thì là mẹ phạt. Cái chị này khỏe nhỉ. À. Nhìn người bé bé mà khỏe thật ý. Vác cái này nữa nè.
Cát. Cát là cái gì đó, cái này nữa là cái gì? Bạn kia quan sát rất tốt này, bạn kia lấy nước luôn này. Bạn em 12 tuổi là quan sát tốt. Nhìn phát là đoán được luôn, chứ không cần phải chỉ. Quan sát tốt, bạn quan sát tốt đấy bạn ấy. Chị là khác ấy. Good job, Long. Good job, Long. Good observant. Good. Long. Good observant. Để lấy tinh thần. Là ba miếng thành con đá, cát với lại xi măng và nước. Cái máy đó là nó trộn hay là nó nghiền ra được luôn? Máy thì chạy bằng điện và trộn chị ạ. Không nghiền. Không nghiền vậy. Ok, good job. Chơi cái chỗ mà gọi là một cái nơi mà nó làm các kiểu mà thí nghiệm khoa học thì các bạn này rất là thích chơi cái trò chơi là làm công nhân xây dựng. Hôm nay là được cơ hội làm thật. Hôm nay làm thật xây dựng rồi, không phải công nhân nữa. Hồi xưa chuyên dành nhau, cả đám trẻ dành nhau làm công dân xây dựng, hôm nay làm thật. Bây giờ sướng, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Lùi lại đi, lùi lại. Move backward, that's right. Now move forward. Get up. Lùi tiếp, không lên được đâu chị ơi. Được đấy. Lùi rất tốt. Lùi 12 tuổi rồi nhưng mà quan sát tốt đấy quý vị. Fantastic, Lùi. Well done. Good job. Keep going. Ngày nay thì chôn những cái cột như vậy quý vị ạ và móng. Chờ đến ngày mai kia cứng thì xây tiếp lên được toàn cảnh ngôi nhà của em Hồng ngày nay. Your turn, anyway. So good, your dream come true.
bắt nó chậm phải không? Ghé đi cướp phải không? Không quen là mẹ chúc đồ đi chậm. Mẹ này khen mưa hơn mẹ nơi mà mẹ nơi dễ ngái hơn mà. Mẹ đi em gái. Kìa chị. Mẹ đi em gái. Kìa chị. Mẹ đi em gái. Kìa chị. Very good. Cái con đi nó quên rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Nhà cư vi bất thiệt. Không lao động nữa lại nghĩ quấy nghịch. 42. Làm thế nào làm bơm nữa. Chờ cát xuống rồi. Chờ cát xoài nước. Chờ bao xe máy á? Chờ xe nữa. Ok. Chờ xe nó lấy về nữa. Chờ cát xoài nhưng mà lấy ít rồi. Dạ. Đâu à? Phần chứ. Mà là chỗ thuốc phải kinh phí của chỗ mi ốc này lại nó. Cuối cùng là hạt chứ. Thuốc hạt trong đấy. Đầu tiên là con ao đình xây gạch kia. À, thế cái này cái này xây gạch bên này. Cái này xây gạch bên đấy đó. Ừ, xây gạch. Cái này xây gạch thì cho ta thêm công nữa thì chỗ ốp chỗ ốp theo này bảo chỗ ngăn thế rồi. Đang nói chuyện với ông quý vị ạ. Bữa trước thì ông đang rất là ngập ngừng, chưa biết làm là vật liệu gạch xây bức vách các bạn. Nay thì với trợ pháo đến giúp của quý nhà hảo tâm ấy được 5 triệu nữa thì ông vững tin hơn. Đó. Hiểu mà, hôm trước nhìn thấy mấy bạn này khóc thiết. Hôm qua còn điện thấy giáo viên lên biển chỗ làm cái gì? Đi đâu? Hôm kia chắc là anh có hỏi. Thế hôm kia là đi tiếp các bạn này. Đây. Đấy. Hôm nay là phụ hồ đây. Chị chính ạ, à, Việt Nam có tiếng gọi đây gọi là phụ hồ. You know this sort of job in Vietnamese they call phụ hồ. Sorry that, phụ hồ. You guys repeat. Phụ hồ. No, phụ hồ. Yeah, construction worker. Phụ hồ. Construction worker. Phụ hồ, căn chỗ là hư gần mình. Rồi em chị ạ. Em chị ạ. Đúng rồi. Em chị ạ. Đấy, từ từ rồi. Slowly. Đấy, cứ biết làm rồi có cái gì đâu. Thì cứ càng làm càng sẽ giỏi lên chứ. Ok, làm thêm mấy chuyến nữa. À đấy. Vẫn còn thích làm à? Cái này là giấc mơ thành hiện thực. Mời chắc hả ông ạ, hay làm cứu cua nhanh nhất. Các bạn này là chuyến thứ hai di chuyển cát các bạn ạ. À. Mình cũng mệt không lên. Louis, how you feel? You feel alright? Louis rất khỏe luôn, Louis chơi thể dục dụng cụ. Lấy được nữa. Lần nữa à? Ok. Vẫn thích à? À, vẫn chưa mệt luôn mà. Ê, có vẻ thích lắm nhỉ cô nhỉ? Vâng, hoạt động thể chất thì tốt, lao động là vinh quang à. Con chào bà. Chào. À, mẹ của Hồng chị Ngạ. Dạ chào bác ạ. Vâng. Dạ. Cái ba bé này là cháu. À nó biết là con của em Tàu thôi. Vật liệu thì tận dụng một số vật liệu của em Đông quý vị ạ để làm nhà của Hồng ngày nay. Mấy bạn Úc Châu này làm cũng tuyệt vời. À, có một cái hay khác là hay chị Nga bảo là cái dàn da mà ngăm đen như bạn Phia với bạn Louis này đấy mới là làn da có tiền, thế nên là ông bỏ mặc quần áo dài các bạn ấy không thích thì là mặc quần áo này thôi. Đó, Louis làm một chuyến nữa, Phia một chuyến nữa. Em A khả năng đuối rồi. Em My đuối rồi.
They don't want me to help. Huh? They don't want me to help. You want to help him or you want to help None of them want À, bạn này bảo không ai cần sự giúp đỡ của bạn này, bạn này hơi bị buồn kìa. À. À, hai bạn kia dành làng không cho cái bạn rồi có làng. Bạn chị đang bị buồn vì hai bạn kia bảo nó không cần giúp đỡ. Thấy chưa, không được làm nó cũng là một cái điều khổ tâm của người ta chứ đâu phải đơn giản. Không được làm mà thấy bực mình đúng không? Ừ, tại vì ai tự nhiên thấy người ta cũng lao động vinh quang, mình lại cảm thấy mình bị thừa thải thì khổ tâm. Bạn này bắt trước mấy cái cây sụn. À rồi. Quan sát rất nhanh. Mưa là nó tơ mưa mà nó đá. Đá tá. Quan đô đô mò. Đi nó. Go go. Vẫn làm tiếp à Phín? Phin thôi. Đổ mồ hôi. Louis còn làm không anh? Louis còn làm không cháu? Cho mình đi ra xe mình lấy nước cho uống, bị khát nước rồi. Có cái nước ở nhà, con nhà này có mà. Yeah, sure. Là ngoài xe lấy nước uống khát rồi. Ờ, xe em không khóa đâu, cứ mở cửa mở cậu. Just open the door is not locked, alright? Làm ra mồ hôi khát nước. Lưu ăn xong water chứ. Nước ở đâu? Tuy làm 3 chuyến rồi hả cháu? Làm chuyến nữa. You want another one or not? Another what? Do you want to do another? Em chiêu thôi. I don't really care mà mình sẽ need more sand. Huh? You want to do another one? Mom, it's not about me wanting to say need more sand. I'll go get. À bảo là nếu mà mọi người cần thì là cháu sẽ giúp thêm. À, thôi được rồi, làm trải nghiệm vậy thôi. Gì rồi. Okay. They can take care of it. Đi vào chỗ dâm mình chị. Cho bạn vào chỗ dâm chị. You want to go into the shade and play with the chick? What am I chicken doing? Sao lại vào gối đồ chick làm gì? Cày gần đấy thôi. À, bảo là nãy bị mấy con gà mổ ngón tay cho nên là sao? Go play with the goat. Anyway, go in the shade. Come on, go stand in the shade. Chiều đào đất à. Lấp đất vẫn phải bỏ cái. Nhưng mà chiều tháo cái đấy được là cốt pha được là lấp đất thôi. Để ngày mai đi chị ạ. À, ông ạ. Chưa chưa nó có bảo không? Vâng. Mình ở đâu giờ chiều mình đang khó chè. Xem ở mấy lũ có ngôi nhà như thế không? Chị vào hẳn đi, chị không bán sợ. Chắc chả có cái nhà nào như thế này ở bên Úc. Chị vào đi chị, dạ, không có bạn sợ. Let's go for a look. Bỏ hẳn dép ngồi hẳn lên phản ấy. Chỗ này chỗ nấu ăn đúng rồi. That's like the kitchen. À, bạn này bảo là may là sao như thế này nó không bị cháy. À. Bạn này đang hỏi trời mưa thì như thế nào, nước có bị tạt vào không ạ? Không ạ. Sao may không bị tạt qua những cái lỗ? Cái máy họ làm quá đi chị. À, nó có rãnh. The roof, you know, cover bit further away, so it's not that wet. Còn bạn này thì hỏi là đun ngay đây này mà sao không bị cháy? Đây là đun đây, cái này không bị các cái ngọn lửa không lên đến đấy chị ạ. Ngọn lửa chỉ đến tầm này thôi. Tí cả cháu mày với chị các cháu lên nhà dùng cơm nhá. Nhà trên. Everyone offer ông có lời mời ăn cơm. Bố của Hồng. Nâu à? Hiện giờ thì chưa đói bác ạ. Chắc có lẽ chút hay gì tại vì em mới ăn sáng xong thì giờ chưa ai đói. Dạ cảm ơn. Ghế nhựa là bị gãy đấy. À. Bố của hai bé này nặng. Nặng mà trong 50 cân. Ồ. Có đợt đi vào cái quán nước mía ở ven đường ấy, tức là ngồi vào cái ghế nhựa xong nó gãy sập cái. Ồ. Mà bố cái kia đó mà ngồi lên cái giường này chắc nó bị gãy thì chứ đừng nói. Vâng. Anh ít vô đây. Tiêm cho Huyên à? À đây này chị này, bé sẽ tiêm 2 mũi tiểu đường sáng và chiều. 3 mũi tiểu đường một ngày á? Bây giờ lên liều à? Mẹ em tiêm cái này nhiều lắm. Mẹ em bị tiểu đường một ngày, tiêm cái này liên tục. Ồ, vậy tình trạng sức khỏe của bé Huyên là nặng hơn quý vị.
bình thường người ta tiêm ở đâu cháu? Đấy lên nhà bà. Ừ. Sao ngủ là ngủ đây luôn đúng không? Đây chỗ ngủ đấy ạ. Đây sleep kìa. Đây sleep là ba hai mẹ con ngủ chung nhau. Vâng ạ, ba mẹ con. Nếu như mà three. The mom and the two children sleep together in one bed like that. There's no private room like that. Đang giải thích là ở đây không có kiểu như mỗi người một phòng như ở bên kia. Bên kia thì cái tính riêng tư nó rất là quan trọng, cứ là mỗi một người một phòng. À vâng. Mỗi người phòng mẹ, phòng con, phòng. Đấy, ví dụ như nhà bên kia thì là ba mẹ con thì sẽ là có tối thiểu là ba cái phòng. Ừ. Mỗi người một phòng. Ở đây thì theo văn hóa cộng đồng là nằm chung một cái giường. Ờ à, không phải đâu anh chị ạ. Cái nhu cầu của ai cái riêng tư ấy cũng rất là cao, đâu cũng vậy. Tuy nhiên là do điều kiện. Đấy, do điều kiện kinh tế. Thế bây giờ là bố mẹ của Hồng. Họ đây là em làm việc trong 1 đến 2 năm mà khoảng thời gian đi mà bé không chữa bệnh chất chiêu được và dành dụng ra được đâu 10 đến 15 triệu ấy. Tuy nhiên nghe đâu là có 20 triệu. Nhưng mà em ấy làm bỏ ra có 10 triệu thôi. Còn 10 triệu ấy để lại dành cái số tiền ấy. Nhỡ đâu con bị ngã bệnh nặng thì có thể là dùng cái số tiền ấy đi cấp cứu kịp thời. Thế là số tiền này số tiền để dự phòng ấy chị. Nếu vậy thì mình có nên mua cái bảo hiểm không? Ờ, họ đang có dùng bảo hiểm y tế. Nó sẽ chi trả được tùy theo cái loại bảo hiểm mình mua. Nhưng mà bảo hiểm y tế cũng là một cái cách mà để mình phòng bị cho những cái trường hợp cần khẩn cấp chữa trị như thế. Dạ chị ạ. Bé thì được bảo hiểm 100%. Tuy nhiên mình phải thuê xe cấp cứu. À, thuê xe di chuyển tiền ăn. Chị cái đấy là ngoài vâng. cái sự chu cấp của chính phủ. Đúng rồi, chị hiểu ý em rồi đấy. Thì cái số tiền đấy là em Hồng phải để lại cỡ khoảng 5 đến 10 triệu để phòng. Ví dụ như mà bé khi nào mà bị đau ốm nặng thì thường là mang đến bệnh viện nào? Tận Hà Nội hay là bệnh viện ở tận? Đi xe một chuyến, những cái chuyên khoa bé bị bệnh này phải chuyên khoa. Ở chuyên khoa và bệnh viện tuyến huyện này không có dự trữ máu. Thế nên là bé lên tận bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai. Lào Cai là bệnh viện đấy cách đây khoảng bao xa? Cách đây là 100 km chị ạ. Và có những thời điểm là không có máu thì bé đi tận bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương. Là ở ngay Hà Nội? Hà Nội. Đúng rồi, và cách khu vực này là 450 km. Thì mỗi lần đi như thế là mẹ đều phải đi cùng? Đúng rồi. Thế cũng vất vả nhỉ, trong con coi như là 24 trên 24 không có ai. Ngay cả là đi cùng thế, nhưng mà những lúc mà mệt muốn nghỉ ngơi nhiều khi cũng khó khăn. Vâng, bạn này làm việc suốt ngày đấy ạ. Nhưng mà cũng may trời cho cái sức khỏe tốt nhỉ. Vâng. Không, cho đến thời điểm này thì mẹ khỏe, không đau ốm gì. Vâng, bạn sinh năm 91 rồi. Bé hôm rồi ăn cơm cùng mình nhá, bé lớn. Bạn ấy con lớn. Bé Hiểm. Đúng rồi. Còn bé sau này tên là gì ạ? Huyền chị ạ. Nguyên. Huyền. Chị đọc dấu Huyền thành Huyền, bỏ dấu đi thành Huyền. Huyền. Leo lên trên giường. À đúng rồi, con lợn Việt Nam, mà lợn ỉn Việt Nam nó nhỏ, nó không lớn, lấy về làm thú cưng được. Mà đám bảo lợn là nó ỉn các nơi. Mang về làm thú cưng là hơi bị căng. Nhà cửa là nó làm đầy. À. Làm bận. À thế là em cho Huyền xuống đây ra. À Huyền ơi, chú có pháo đây. Vào đây con. Vào đây. Bạn này là 12 tuổi ạ. 13 thế là con lớn, bạn này 12. Chào con. Chào em. Chị. Đây say hello to you guys. Chào Huyền. Chào Huyền. Chào Huyền. That's your brother. Yeah. He's 1 year older than you. Is he 13? Yes. Đang bảo là cái này chính là anh của em này chứ, em này mới 12. Ờ nhưng mà bạn này bị cái bệnh đấy thì mình không lớn được. Nhưng mà ý nó là nếu mà tuổi tác là bạn này là vai anh. Chính xác ạ, 13 tuổi hơn 12 tuổi. Actually like older than you, you have to call him Antwin. Antwin. Say Antwin. It has to be like this as well. Anh Huyền. According to Vietnamese tradition. Ở bụng hay là ở đâu? Bắp tay được. Bây giờ con có phải test ông Huyền? Test tiểu đường không? Em mấy hôm nay em không test đâu. Không test à? Vậy như thế phải lên 4 chấm mấy rồi à? Ngày 3 mũi. Something happened and then it worked again and then they're fine.
So now it's all right again? Yeah. In Vietnam, Medicare is not like this. They don't have enough. Oh, này, that's why she's hết cái bông mà cái tội chiều mỗi ngày đi struggle bắt kén có không ạ? So they don't have that safety net like in Australia. Yeah, you understand what I mean? Now she's gonna take the check. Đau không ạ? Chắc là tiêm mãi này bẽ quen à? Tiêm mãi quen. You get used to it. No more pain. You get used to it. Yes, actually. Nhưng mà nếu mà mình không đo làm sao mình biết là mình... Đây, bạn anh đang đo, đang test đây. Phải đo mình mới biết được là... liều lượng. Bao nhiêu, đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ của mình một ngày cái này chắc cả chục lần đo, thành ra là bà có cái mua cho bà cái miếng dán. Mua cho bà cái miếng dán xong cứ lấy cái điện thoại. Mẹ của chị Nga cũng bị tiểu đường quý vị ạ. Thế này là chị đang có mẹ rất... mình bị tiểu đường chắc cũng thuộc dạng hạng nặng ấy. Rất ấn tượng với cái trường hợp của bé Huyền này. No, okay. Sorry, what did you say? No, not school. He's just sick at home, his whole life. Genetic makeup, wrong gene. Mm-hmm. Well, no, just a parent gene combination, it doesn't work well. Only 3% of whole wide world people are having this condition. Really? Hôm nọ khách bảo mình là khoảng độ tỷ lệ những người mà có cái 3% ạ. 3% trên toàn thế giới. Vâng. No, leukemia and then it's after that is the create diabetes and you have conditions as well. But the main thing is leukemia. The main health issue is leukemia, then it's later. Yeah, but there are many types of leukemia. The one we have is not very fatal. Not much fun you have as a baby. So that's not. Chị khi nào mà bé mà lên bệnh viện một mình chị chăm thế thì nghỉ ngơi này nọ cũng mệt đấy chứ nhỉ? Chẳng ngủ ghê được bao nhiêu rồi. Hết cả bông rồi, bông cả rồi. Đây đây. Thay vì chích vào cái đầu ngón tay đó thì mẹ mình có cái gì, cái chip cài ở trong cái vai này, quét qua cái. Quay test khác. Chết rồi, hôm nay có mấy ông Tây ở đây sợ rồi. Doesn't work. Why? Because of the foreign visitor. So the machine scared. The machine scared. Nhiều máu hơn. Foreign visitor. Sao phải ba? Oh, 6.3. 3.9 đến 6.4. Đây là ngưỡng trung bình thôi em ạ. Ngưỡng được cho phép đấy. Vâng ạ. Thế vậy thì chỉ định của thầy thuốc là vẫn cho tiêm đúng không? Vâng. Ừ. 4.0 không cho tiêm. Rồi bạn ấy bị mãn rồi, thế nên là có những cái chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa quý vị ạ. Bạn này hỏi là máu bạn này là nhóm gì? Can you tell me I don't add to your autism? Cái cô chị bảo là tại cô em là nhóm máu của người tự kỷ, vì em này nó nghịch quá. Cô em này nghịch, cô chị bảo em là máu. Vậy là xong, em cho bao nhiêu ml? 8 thôi ạ. À 0.8. Còn chiều tối thì tức này là 18 đơn vị. Hai loại thuốc. Thuốc này tiêm sáng với chiều tối. Mita. Còn cái kia là 30 đơn vị, còn tối là 12 đơn vị. Anh hiểu rồi, cho anh xem đôi các loại kia nào. Cái này là anh Julie, ok. Tiêm sáng bắt ôm nào lên bệnh viện lấy lên theo thì. Em yêu sợ không? You scared? No. Không, bình thường. Louis, không sợ. Không sợ, yeah, không sợ. You can see you can see Louis' face the whole time. Này bảo cái cô so em. Don't translate it. I know. Mean. I know. She's got like khung biên bạch. Guys, I didn't. When she greeted the bush. Like... I know. That's why. Exactly. That's why. People... Ok, thế vậy là Huyền với mẹ, thế nhà ông bà thôi nhỉ? Hôm nay chú cũng sẽ ở lại với ông bà, với gia đình của mình. Ừ. Em sao giọng sao đấy? Thế à, lo quá đúng không? Làm nhà làm cửa cũng bận thêm chị nhỉ?
Hay là hôm qua đi đám cưới? Không, em hôm qua em cũng đi đâu. À. Hôm qua cho ông đi cho rồi, ông đi ra tiền cho rồi. Ờ. À. Rồi. Lui nhìn thấy bạn hơn mình 1 tuổi. Bạn ấy siêu siêu lớn, lớn hơn mẹ của Huyên. Đó. No, you probably even taller than the mom. Ừ. To béo hơn đúng không? Đúng bảo, bạn này bảo là to béo hơn. Đó. The mom kind of looks like Phoebe. Huh? The mom kind of looks like Phoebe. Oh my god, yeah. Mấy bạn này bảo là khuôn mặt của mẹ giống khuôn mặt của một người bạn của mấy bạn này bên đấy. Như mẹ này dáng nhỏ nhắn thì nhìn trẻ trung nhỉ? Nhìn cứ như là học sinh cấp 3. Nhưng mà nhìn cứ như học sinh cấp 3, dáng nhỏ nhắn, nhìn trẻ trung. Đấy, she looks like a high school kid thôi. Yeah, she looks very young. Đấy, mấy bạn này cũng bảo là nhìn mẹ là so với người nước ngoài là chỉ trẻ lắm ấy. Nhìn như là kiểu học sinh cấp 3, người nước ngoài nhìn họ già dặn hơn. Nghe thấy chưa, đàn ông phương Tây là lịch lãm chứ, mang vớ chứ, đeo giày vào cho bạn gái nha. Chú khách ở nhà có làm như thế chứ, cô biết không? Có. Ừ, nhìn thấy không? Bởi vậy cho nên là đàn ông Việt Nam mà ga lăng thế là phụ nữ như mình đâu cần phải chạy đi nước nào lấy chồng. That's sweet of you, Finn, to put the shoe on for Annie. Annie asked you to do that for me. You guys remind me of my old love story. Where you running? Đi chỉ đi được từ đây lên nhà bà thôi. Chỉ là nói mọi chân cũng đi được rồi. Đi bên đấy đi bộ cũng nhiều chị ạ. Dạ, bên đấy đi độ khoảng 2 cây số, 2 cây số, 3 cây số đi được. Nương và nương trên kia gì à? À, tức là phải lên đồi. Nương, nương sắn. Đi chị ơi. Dạ. Thóc, thóc. Thóc này là để mình nuôi nuôi nhà, cả nhà. Thế là mình phải có cái máy sát, sát thành gạo đây chị. Mình đi ra, mình đi. Cứ một lần mình thu hoạch là mình đủ ăn cho cả năm. Đấy. Một lần thu hoạch lúa gạo là cứ để đây ăn dần cho cả năm. Năm là không phải mua. Cái này thóc của em, cái này của ông bà. Là cũng đủ ăn hả chị ha? Ừ, không, em lên trên mâm này đi. Em đi lấy đĩa đó. Ờ, đi đi. Ừ. Quên lên mâm này nha cháu. Ngồi với các chị Tây. Em thôi, hết ít tuổi hơn mình. Em mình thôi. Hóa ra đây là em dì của Hồng, quý vị ạ. Trong một cái bữa đám cưới là mình gặp lại bạn ngày hôm nay. Nay thì xin phép A Pháo với chị Nga. Mọi thứ nữa sẽ ăn cơm tại đại gia đình của em Hồng quý vị nhé. Cụ thể là nhà bố mẹ của em Hồng. Các bạn, là bữa cơm gia đình của em Hồng hôm nay chính thức động thổ làm nhà quý vị ạ. Nữa là hôm nay là chị Nga cũng xuống xem cái công việc gia đình của em Hồng tới đâu rồi. Vì vậy và A Pháo cũng xuống để xem ngôi nhà và hướng tới là kết nối các quý nhà hảo tâm, mọi người trên kênh giúp em một chút quý vị. Đó. Ồ, con mấy ông nhá, mấy các chú và các anh vào nhà và không đấy, vâng ạ, vâng ạ. Mấy đứa này đang dụ mày uống, toàn gài bẫy mày. Cảm ơn. Dạ, chị ba ngồi ăn chui luôn. Ba ngồi vào. Dạ, lâu chó phù lắm. Mấy bé này bạn nào cũng thích ăn đậu hũ. Còn cái món này là gì ạ? Nấm. Chân nấm. À, nấm. Mushroom kìa. Nấm này là nhà trồng luôn hay là phải mua? Mua rồi. Nấm gì ạ? Chân nấm. Chân rồi. À, cái chân nấm. À, giờ cây vậy. Where the come from? À, bạn này hỏi là mua ở tận đâu? Mua ở ngoài này. Not bad for me, there's a shop. Còn giờ bố hàng ngày mà mua đậu phụ này nọ là phải đi xa mà. Ngay gần đây chị ạ. Đấy ạ, quán của cái nhà đứa em gì. Dạ. Rau củ quả người ta bán đấy luôn. Cái lớn. Mời anh em nha. Ồ,
Ngon mất này này. Nhưng mà em nghe nói có khi mà tiểu đường mà có những người người ta không ăn được cả cơm, người ta bởi vì nó vẫn có ăn chất ít cơm. Ăn uống có phải cưỡng kiêng lắm mà. Vâng, kiêng. Dạ. Tức là tinh bột rồi những cái chất mà đường là hạn chế. Nó thuộc chất đạm. Dạ vâng. Ăn thì nếp bên ăn á. Bây giờ rồi. Là nó ngoài anh mẹ. Bà này vẫn đang tập dùng đũa. Ừ, vừa qua với cháu thịt đó. Đang hỏi mẹ bà nước ngoài nó ở chỗ nào? À, mấy bạn này ở nước Úc ạ. À. Đi máy bay là cách đây khoảng 8 tiếng. Việt Nam. Còn này nó không được, nó không học. Nó không học, nó không biết chữ. Ở nhà mình nếu mà có ai có thời gian thì dạy cho bé ở nhà cũng được. À rồi các bạn, ăn cơm xong thì một buổi sáng mình vừa ăn cũng ngay gần xong thôi, ngồi với gia đình một chút quý vị ạ. Và Hồng thì đưa ra giới thiệu dê thời điểm mà bố mẹ cho mấy con em nhỉ? Ba con à? Hiện tại là bố mẹ cho một con, bây giờ em được 5 con rồi. Bố mẹ cho một con, hiện tại ra được 5 con. Vâng. À dạ. 5 con rồi. Mặc dù 10 ngày không có mặt ở nhà nhưng mà dê vẫn lớn được đúng không? ông bà ăn cho thôi. Ừ. Bây giờ nó đẻ rồi. Mấy bạn Tây thì em thì rất là thích con dê, vừa bế xong. Đấy, cái dê này dê của cái hiểm á. Ừ. Là hiểm là nuôi đây. Hai con này. Còn mấy con ở trong kia nữa. À, với là hàng ngày ai, bây giờ ai là người đi chăn dê hàng ngày ạ? Ông ngoại. Một ngày phải cho nó đi ăn khoảng bao lâu ạ? Chiều tầm 2 giờ mới cho nó đi ăn. Rồi đến mấy, khoảng 5 giờ cho về. Vâng ạ. Là ông ngoại đi. Vâng. Đi ngoại. Sao ạ? Đi lên trên này thôi ạ. Nó ăn toàn lá cỏ hay là ăn gì ạ? Nó ăn cỏ thôi. They eat grass. So about 2 p.m. they take the goat up in the mountain. And the goat will eat until 5 p.m. and take it home. 3 hours. The girl used to do that job, but now she's moved away to study. So the grandpa take over the job of feeding the goat. You want to do it tonight, today? No. Mm-hmm. That's a mom and a baby. And a tree. The baby. Tree just fell on them. Hmm? What? The tree just fell on them. Đây là dê đẻ lứa một, thế nào đẻ một con chị? Một lần đẻ là được mấy con chị? Hai con. Thường nó đẻ hai con. Mà sau cái này đợt này có một con ạ? Đầu tiên, nó vừa đẻ lứa đầu tiên. Rồi là đợt những đợt sau là sẽ được hai con. Đúng ạ, chính xác. Một con dê nuôi nó đẻ được khoảng bao nhiêu lứa là nó già nó không đẻ được nữa? Nó được lâu mà, cái có con của nhà ông ngoại được hơn chục năm rồi. Mỗi năm nó đẻ hai lứa. Dạ vâng, mình là cho nó đi nhảy ở đâu ạ? Có dê sùm, dê đầu đàn. Con sướng nhỉ? Sướng không? Quá sướng. Em thấy nó vất vả ấy. Thế toàn hưởng thụ đấy sướng. Đấy mà hưởng thụ là vất vả à chị? Như đã lắm mà. Chỉ thấy một ông bố lo cho mấy bà vợ đấy chị. Đâu phải lo, chỉ được hưởng cái phúc sướng thôi, sao mà chạy đi khỏi phải lo toan cái chuyện nuôi con đẩy cho bà vợ đây. Bà vợ lãnh đạn nuôi con hết này. Ông kia chỉ được hưởng cái phần vui thôi. Còn cái phần vất vả cho về bà vợ này sướng ấy chứ. À. Đầu thai mà cái vị đề trí đó hơi bị sướng ấy nhá. Ôi trời. Vì cách nhìn nhận của mọi người. Tùy cách nhảy. Nhưng mà kiệt sức. Yeah, chính xác. Hơi bị kiệt sức. Chị nha, nó vào vị trí đấy nha, con dê được cái có thể là lâu hơn. Về vị trí con dê sùm, nó về được vài ba năm thôi chẳng hạn, nó không làm được việc nữa, người ta thịt đúng không? Con dê cái có thể là được 6 năm chẳng hạn, em lấy ví dụ thôi. Đúng chưa? Nhưng mà có người quan điểm rằng là cái gì đó thà le lói. À, một phút huy hoàng hơn một phút huy hoàng về vụ tắt gì? Đúng vậy. À, sống rồi. Ngắn nhưng mà sống hưởng thụ. Còn hơn là sống lâu hơn mà vất vả, suốt ngày chăm bẵm con thì vất vả chưa? Kia toàn sống sướng, sống ngắn. Rồi, quan điểm mỗi người mỗi khác, không tranh luận nổi. Bao nhiêu con tất cả? 5 con ở đây, 2 con đấy, con này. Sao hai cái con kia thì lại phải nhốt riêng ạ? Sợ bọn. Tại nó hơi bé quá. Nó vừa đẻ. Con kia nó vừa đẻ. Như cái con dê bé đó là được mấy tuần tuổi rồi ạ? Được có mấy tháng rồi. Từ Tết là có hơn 2 tháng. Bây giờ nó ăn được tuần. Chưa? Ăn cỏ rồi. Nó đi ăn nó cỏ khoảng mấy, mấy 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 tuần là bắt đầu ăn cỏ được. Nó ra được tầm tuần thôi.
tầm 7 ngày. So many. trong 7 ngày đầu là chỉ uống sữa thôi. Bạn này thấy cái gì cũng wow nhỉ. Mẹ nó ơi. Nó uống sữa mẹ nó ơi. Từ khi mẹ nó mà. Rồi em thấy ở bên nước ngoài nó có một cái loại mà người ta nuôi chuyên để vắt sữa bán. Sữa dê ở nước ngoài rất là đắt. Dê này ăn cỏ thịt thôi. Dạ. Yeah. Con này. Con này thì con ngoài này. Cái giờ mà đi ăn là mình cứ nhốt nó như thế này chứ nó không được đi ra ngoài. Vâng, nhốt. Cái đàn của nhà em cô đoàn ấy hiền hơn của mình. Đàn ấy là hiền của mình, gắt dễ mà. Mời chung ăn tại mời phố ăn tụi mẹ, hôm nay chung ăn tụi mẹ ngay hơn nhà ăn tụi con khó. Mới hôm chung ăn tụi mẹ làm mình ngay. Chán dê. Các bạn có thể hiểu thêm là đi chăn dê ở khu vực này là như thế nào. Dê chúng ta sẽ mỗi con buộc vào cổ một sợi dây, xong nữa là cắt cỏ cho dê ăn chẳng hạn. Vì những cái vườn này người ta đều có trồng những cái cây mà cần được bảo vệ, dê vào sẽ bị phá, nó sẽ phá cái cây kia. Đó. Andy vẫn đang hào hứng lắm đi chăn dê. Louis thì bạn có vẻ là hơi không khí thế lắm, tại vì đi lên rừng là bạn này là bị muỗi đốt, da kích ứng. Không ạ, nó sẽ đi theo. Chị có mua đàn này không? Chị có mua đàn này không? Mua con nào mà con đực thôi. Chỉ mua mỗi con đực thôi. Con dê sơm gì nãy. Con cái nó đi theo hết à? Cái không mua. Mua con đực thôi. Mình chỉ cần mỗi con đực thôi. Cái con nào mà mạnh nhất ấy, con nào một dạng là phết sòng dê sơm ấy. Chắc là con này này. Đấy, con này có quả cà đấy, lúc lắc đấy. Đấy, con đấy, đúng rồi, đấy. Mình đang cần đấy. Hey, that's the male one, yeah. Cái này bình ấy, cái này thuốc, hổ phun ấy, bố đi. Thì chăn hiểm chăn này có cầm que thôi chứ không như này đúng không? Cái hiểm nó cần thả hết cũng thôi, nó không cầm đâu. Baby đẻ được mấy ngày rồi? Tuần
À, hai rồi. Ở sao mấy con kia nó không đi theo con kia em rồi. Hey, mấy trên kia. Finn and Anne. Finn and Anne. What are you doing? Nó đang làm gì? Hey, Annie. Nó đang tỏ tình yêu đương. Annie, so what you guys doing together? Chả biết nó nghe gì luôn. Give me the toilet. Thank you. It sounds our local brain. How does brain not reach the country side of Vietnam? Trường biết nói đâu trường. Vậy nó sẽ thích brain. Chị đang hỏi cái gì đây? Give me the toilet. Do you have any question about goat? You can ask the owner. Huh? Any question about a goat, you can ask the owner. Hey? Yeah? Any questions? Oh, that a baby. Which mom this one belong to? Okay, cái con này là mẹ là con này ăn. Tự nó tìm nhau được ạ. Nói về nó có biết tìm nhau. Đến nỗi mà ngất luôn ấy. À. Mặt nó ngất luôn ấy. Cho nên bạn nó cũng hơi bị sợ sợ. Cái đợt nó uống mà lại đang bụng đói nữa. Rồi các bạn. Trải nghiệm một chút vậy thôi. Ủa vậy là mình cứ để như thế này cho nó tự ăn hay là mình phải có người trông? Cho em đi ở đây chăn dê nhá. Chú về trước. Chứ không sợ nó đi lạc mất không ạ? Chắc tí ông lên chăn. Chị. Cho chị gái ở đây chăn dê. Oh, em đi, em đi. Cho em đi ở đây chăn dê. Em want to cuddle the em. À cái chị cô chị cứ bảo là đưa về cho mẹ nó. Mẹ đang đi tìm con. Hả, chưa dặn cho nó đi. How does it feel when you touch it? Bạn này cần về ngủ rồi, muộn mệt rồi. Bạn này bảo là giống như mèo mềm. À. Is it like a cat? Yeah, but not as soft. It's a little bit rougher. Da cái lông hơi cứng hơn là lông mèo chút. À. But that's a baby with the mom probably even tougher again. Đang bảo nó cái này là con mẹ chắc là cái lông nó cứng hơn. Hey. Con dê này có khi nào mà nó cắn mình hay là nó lại lấy cái phần này nó hút mà mới. Có dê được rồi, dê được hút. Dê cái nó mới hút rồi lên to. Cái dê được thì cái phần của nó. Dê này nó cũng hút dầu. Dê này nó leo đồi dê vậy mà. Trâu đa phần cũng là nuôi để lấy thịt mà trâu một lần để lấy được thịt thì mất mấy năm thì. Trâu nuôi lâu cái này trâu mấy năm. À lâu hơn. Nhưng mà nó nặng mà. Thì bán được nhiều tiền hơn là mấy cái con bé bé. See the lady very old, she's still managed to take care of the buffalo. Lot of exercise, lot of physical work. Yeah. Rồi, có muốn đi chăn trâu nữa không hay về thôi? Về hotel nhá. Ok. Bạn này thấy con gì cũng thích. Bạn này rất thích thú vật. Hôm nay được khám phá mấy con trâu này, con dê này, con lợn này, con ngan này, con vịt này, con gà này. Con gì? Con gì nữa nhỉ? Hết đúng không? Đúng rồi, nhân đấy. Ở bên kia là không có những con này, quý vị ạ. Nếu mà muốn có những con này thì phải đợi những cái đợt mà trường tổ chức. Đi trang trại đúng không? Kêu những cái người nông trại đến. Như mình nói nãy là nhà trường phải thuê. Rồi. Các bạn lâu lâu mới được thôi chứ không thường xuyên mà được tiếp xúc gần như thế này. Rồi, rửa tay đi rửa tay. You are wash hands. Rửa tay về. Cảm ơn. Ok. And then one day son turn whenever the son get married, then the parent have to pay for them to build a house. Okay. The parent take care of the house for the son. Mm. Not like in Australia, you know, 18 years old you gotta have to you gotta have to work it out yourself. And as the girl you don't have to worry about building the house, the husband will take care of you.
Như vậy cô này cô bảo là cổ sẽ cùng với chồng để mà làm tự tạo dựng cho mình ngôi nhà chứ không cần phải đợi cái anh chồng cung cấp cho nhà. Thế thì như bạn nghe xong như thế có thích cuộc sống cũng như Việt Nam bố mẹ lo cho không? You like the idea of living in Vietnam and the parents will take care of you, you know, they have to save money, build a house for you? That'd be good, but then you're not independent as well, you know? Bảo là cái mặt đó thì tốt, nhưng mà mặt tiêu cực của nó là mình sẽ trở thành một cái con người không được độc lập, cứ phải phụ thuộc vào người khác. À, rồi, tốt. That's good idea. Tốt. Trả lời chứng chạc hết nha. Được. Ví dụ như là bố của Hồng chuẩn bị một cái gỗ này để cho con trai của chú ấy sau này lấy vợ các bạn ạ. Và con trai của chú bây giờ đã được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ông một bạn cũng 30 tuổi ở đây bạn này, đang ở đây chưa lấy. 30 mà chưa lấy vợ là chưa lấy vợ đấy ạ. Cũng thuộc dạng là hơi trễ ở đây ạ. À. Đúng rồi. Ví dụ như mà cái người nào mà có đến 4 cậu con trai như là bố mẹ của Khắc chẳng hạn thì tốn tiền quá. Vâng, đúng rồi. Thế bố mẹ của Khắc ngày xưa có phải chuẩn bị gỗ thế này để mà em thì một điều như này. Gia đình em có 4 anh em 1 trai. Tuy nhiên này, cái phần của em ấy thì cũng đã quy ra tiền mặt và nuôi em đi học rồi. Và mày, tao thay vì tao cho đất cho nhà thì tao cho mày một nghề. Mày từ cái nghề mày phát triển đi. Đấy. Còn mấy cậu còn lại có thể là cho đất cho nhà. Đó. Nói chung là tùy cái sự lựa chọn, là cái phần này là của con muốn dùng vào việc gì tùy con. À vâng. Như thế có hợp lý. Vâng. Chắc ở đây chắc người ta để con trai người ta cũng ngại nhỉ, để con gái này đỡ phải lo nhỉ. Để con trai thì phải có đất. Ngại, vâng. Những người nào không có đất thì sao? Không có đất thì ở chung với bố mẹ, hoặc đi thuê nhà. Nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà gia đình không có điều kiện để mà mua như thế này cho các con thì sao? Thì con trai bị ới à? Có con trai thì phải à? Phải đi lấy vợ xong rồi đi thuê. Vâng, đi thuê. Thậm chí đồng bào người Mông ấy, họ lấy vợ ấy, bên nhà gái thách cưới rất nhiều, nhà trai dường như là phải bỏ cái số tiền siêu lớn ấy, ngày trước là phải tính là 1-2 con trâu để lấy một bạn gái về, nhà gái thách cưới mà, con trai mất rất là nhiều sau tiền. Sau này về chắc là người ta cũng bắt cái bạn gái đó làm việc cực lực để mà trả lại. Đúng rồi, chính xác đấy, chính xác, chính xác. Cái gì có cái giá của nó. Chính xác đấy. Ngay buổi chiều nay chúng ta cập nhật luôn, nhà của em Hồng chắc khả năng làm nhanh trong 3 ngày là xong rồi quý vị ạ. Đó, anh em đang dỡ những cái tấm tôn ra để lộ ra cái cột. Và chiều nay sẽ lấp đất luôn để lên nền nhà, cốt nền nhà các bạn ạ. Và ngày mai nếu như mà cái vật liệu khả năng gia đình có chăng nữa, đó sẽ là chở thêm gạch về để xây. Tuy nhiên thì cái vấn đề đấy vẫn đang là một câu chấm hỏi thôi quý vị. Và ngày nay thì A Pháo vẫn đang kết nối đến quý vị nhà hảo tâm. Vào cái thời điểm đấy mình phát thì khả năng cũng muộn rồi đấy. Không sao. Khả năng là trong chuyến này nữa thì em cũng sẽ vẫn phải đi vay tiền để làm. Dương à. Roblox. Đông thì đang hàn những cái khung để làm mái quý vị ạ. Đó. Đây quý vị các bạn là vào ngày nay thì Pháo kết nối tới gia đình của chị Nga. Tuy nhiên là chị Nga cũng hơi ngại một chút quý vị trong cái thời điểm này. Nói ấy ăn cơm uống rượu thì nói chuyện mọi thứ gia đình cứ rất là hào hứng. Không ạ, thế là trong chuyến này nữa thì anh với nhà hảo tâm trực tiếp xuống đây thăm gia đình em. Đó là chị Nga. Chị đang định cư ở Úc và lấy chồng Úc. Và đây là hai con của chị. Nay nữa thì gia đình của chị có phần quà giúp em cái một chút tài chính. Anh nghĩ là cũng là đỡ cho em rất là nhiều cái số lượng tài chính này để em hoàn thiện ngôi nhà. Và số tiền gia đình của chị Nga giúp em trong chuyến này là 10 triệu đồng em nhé. Chị Nga thì trực tiếp ở đây rồi. Đấy, còn là hai bạn đây. Give her the money. Cảm ơn ạ. Em xin chân thành cảm ơn chị. Thôi mẹ con em chúc chị sức khỏe. Thật ra thì cũng em chỉ nghĩ đơn giản là mình cũng cùng cái hoàn cảnh là mẹ đơn thân như nhau thôi. Thật ra cũng cùng cảnh như nhau chị ạ. Thật ra em cũng hiểu cái gian khó chị vượt qua mà em cũng rất là ngưỡng mộ cái nghị lực của chị. Dạ thôi em chỉ không biết nói gì hơn là chúc gia đình mình sức khỏe và cứ
ngày nào thì kính đến đây ngày đó thôi, mà cái động viên, cái mà an ủi mình có những người thân yêu. Người ta, mỗi người giúp theo một cái cách riêng của người ta, tức là mọi người vẫn có cái sự quan tâm của cộng đồng xung quanh. Cái đó cũng là một cái niềm may mắn chị ạ. Chị cố gắng. Dạ, không có chị, em thật ra là em cũng không có nghĩ là em làm cái gì cho chị đâu. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là cái gì mình làm được thì em làm để cho em thấy vui á. Bản thân em làm được cái điều này em cảm thấy mình vui, thì mình làm được cái điều gì đó hữu ích. Và như em đã nói thì em chị thật ra cũng cùng cảnh nhau mà. Dạ có cái gì, dạ có cái gì là to lớn quá lắm đâu. Đừng có nghĩ ngợi nhiều, cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho các cháu. Dạ, em là chị. Dạ không có gì. Dạ thôi chị giữ gìn sức khỏe nha, và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại nhau. Em bảo rằng các cháu mà lớn thì em cứ đến đây em ở luôn, cho đến khi nào mà nhà mình hết gạo đuổi em đi thì em mới đi. Yeah. Ok, gia đình chị Nga sẽ cùng A Pháo tiếp tục di chuyển trên cái hành trình này quý vị nhé. Chị còn ở lại đây vài ngày nữa. Cảm ơn gia đình chị Nga và các cháu rất là nhí nhảnh. Và video này mình kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn. Xin chào mọi người. Chào Hồng nhé. Dạ, xin chào mọi người.